Thưa quý vị, trong khi hội nghị Trung ương 6 đang diễn ra, một vị cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc là ông Nguyễn Trọng Vĩnh lại lo lắng cho sự lũng đoạn của Bắc Kinh và hậu trường chính trị của Hà Nội sẽ tiếp tục diễn ra như từ sau hội nghị thành đô đến nay. Bài viết của ông mang tên Phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, không cho phép nước ngoài can thiệp vào nội bộ nước ta, khiến dư luận đặc biệt chú ý. Mặt Lâm có cuộc phỏng vấn cựu đại sứ Nguyễn Trọng Vĩnh để làm sáng tỏ vấn đề. Mời quý vị nghe sau đây. Thưa ông đại sứ, như chúng ta đều biết đó, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có một câu nói rất nổi tiếng, đó là không có gì quý hơn độc lập tự do. Và trong bài viết mới nhất của ông đó, hiện đang lưu hành trên mạng có tên là Phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, không cho phép nước ngoài can thiệp vào nội bộ nước ta. Thì cái bài viết này cho thấy sự độc lập của Việt Nam đang bị Trung Quốc lũng đoạn rất là nghiêm trọng. Trước nhất xin ông đại sứ cho biết thêm một số chi tiết về bài viết này ạ. Tôi cũng chỉ biết được đến thế thôi. Còn những tỉ mỉ thì tôi không biết, nhưng mà chứng tỏ cái điều đó là Trung Quốc đó rất ghét Nguyễn Cơ Thạch, cho nên là nó mới ép cái phái đoàn của ta là phải nhận cái điều đó, thì nó mới bình thường hóa quan hệ. Thế cho nên là phái đoàn của ta lúc bấy giờ ấy là tôi cũng chả hiểu được các ông nghĩ thế nào mà lại chấp nhận cái điều kiện đấy của nó. Theo như ông đại sứ khẳng định đó, thì từ hội nghị thành đô đến nay Việt Nam đã tỏ ra ngày càng bị lệ thuộc vào Trung Quốc nhiều hơn. Chẳng hạn như là việc mất tự chủ đầu tiên là loại bỏ ông Nguyễn Cơ Thạch ra khỏi vị trí ngoại trưởng, và cái đó đó thì Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã công khai phục tùng Trung Quốc khi chấp nhận cho họ khai thác bauxit mà không thông qua Bộ Chính trị. Thưa ông đại sứ, có thể cho biết căn cứ vào đâu mà ông khẳng định như vậy ạ? Cái này thì nghĩa là tôi biết rõ là có cái việc như thế, nhưng bảo bây giờ đưa ra cái văn bản nào cái gì thì không thể đưa ra được. Mà cái điều đó thì nhiều người biết chứ không phải bây giờ, nếu mà các đồng chí trung ương cái thời ấy thì người ta cũng sẽ biết, chứ bây giờ phải hỏi các đồng chí trung ương cái thời ấy, chứ bảo bây giờ tôi đưa ra cái bằng chứng gì thì không đưa ra được. Vì cái việc ấy thì nhiều người biết. Cũng trong bài viết vừa kể đó thì ông đại sứ đã nói là trong đại hội 10 của đảng, cũng chính ông Nông Đức Mạnh đã gạt ông Phạm Bình Minh ra khỏi vị trí Bộ trưởng Ngoại giao vì cho rằng Trung Quốc không đồng ý. Tuy nhiên hiện nay ông Phạm Bình Minh vẫn được đề cử chức vụ này. Phải chăng có một sự thay đổi nhận thức trong Bộ Chính trị hay là còn một nguyên nhân nào khác sau khi ông Nông Đức Mạnh về hưu ạ? Đúng rồi, rồi sau khi ông Nông Đức Mạnh thôi rồi thì người ta mới thấy rằng là để đưa vào cái vị trí Bộ Ngoại giao cái người đã có kinh nghiệm, có nghiệp vụ, thì người ta chọn ông Phạm Bình Minh thì không có gì là lạ, là bởi vì đưa ông Nguyễn Thiện Nhân thì ông không có nghiệp vụ ngoại giao, không có theo dõi tất cả cái tình hình từ trước đến nay, cho nên là người ta không thấy ai hơn, nên người ta mới đưa ông Phạm Bình Minh, vì người ta thấy không đưa ai hơn là ông Phạm Bình Minh, mà bây giờ không có cái ông Đức Bạch ông ấy cản nữa. Thì người ta đưa, nhưng mà dù sao đi, trong cái tình hình căng thẳng này người ta vẫn cứ ngại, chỉ đưa đến đấy thôi. Chứ thông thường ở nước ta đấy, ở nước chúng tôi ấy, thì ba cái vị trí là Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao là đều là ủy viên Bộ Chính trị, từ trước đến nay là như thế. Thế nhưng mà lần này thì người ta chỉ mới đưa được ông Phạm Bình Minh làm Bộ trưởng Ngoại giao thôi. Thế còn cái ủy viên Bộ Chính trị thì người ta cũng còn ngần ngại. Thưa, phải chăng sự ngần ngại này phát sinh từ sự lo sợ mít lòng Trung Quốc vẫn còn đè nặng lên tư duy của nhiều người trong Bộ Chính trị, thưa ông đại sứ? Đúng thế, người ta sợ là lại mất lòng Trung Quốc, hay là đương tình hình đưa căng thẳng với Trung Quốc như thế lại đưa cái ông mà Trung Quốc nó không thích vào thì nó lại thêm căng thẳng, đấy là người ta sợ thế. Thưa ông đại sứ, hôm 1 tháng 10 đó thì hội nghị Trung ương 6 khai mạc, và ngay ngày hôm sau người ta thấy đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam là ông Khổng Huyễn Hựu đã gặp Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Việc này có bình thường hay không thưa ông? Việc này thì nói là bình thường cũng được mà nói là không bình thường cũng được. Yeah. Bình thường là vì khi tôi làm đại sứ thì cũng có lúc tôi gặp những người lãnh đạo của Trung Quốc, tôi muốn gặp thì tôi muốn truyền đạt cái ý kiến gì thì tôi cũng đề nghị gặp một vị nào trong lãnh đạo của Trung Quốc, thì đấy là bình thường.
Nhưng mà còn không bình thường ấy là ở chỗ là ông đại sứ Trung Quốc mà gặp Xuân Phúc ấy, là trước ngay cái cuộc họp, sát ngay cái cuộc họp Trung ương Đảng, thì cái không bình thường là chỗ đó. Thế còn nội dung thế nào thì tôi không biết được. Hiện nay có rất nhiều tin tức hậu trường cho rằng là hội nghị Trung ương 6 đó chủ yếu nhằm xem xét bản thân của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Theo ông thì nếu hội nghị không đạt được kết quả sau cùng thì phải chăng do yếu tố Trung Quốc hay là do các bên thỏa hiệp với nhau nhằm giữ vị thế lãnh đạo như nhiều người tiên đoán ạ? Cái đó thì bởi vì về Trung Quốc thì tôi cũng không có ý kiến chính xác, không có cái gì là chứng thực. Cho nên tôi chỉ gọi là dự phòng thế thôi. Thế còn trong nội bộ của ta thì tôi cũng không nói được cái gì đâu. Ông đại sứ đã thẳng thắn cho rằng nếu Thủ tướng vẫn còn tiếp tục giữ chức đó thì sẽ rất nguy hiểm cho Việt Nam. Xin ông cho biết tại sao như vậy à, thưa ông? Ông Nguyễn Hải là thế này, toàn dân đã biết ông này là không có năng lực quản lý xã hội, quản lý kinh tế. Cho nên là chưa bao giờ cái kinh tế của chúng tôi nó sa sút đến như bây giờ. Thì cái điều là ông ấy không có năng lực là nó rõ như thế rồi. Thế còn một mặt khác nữa thì cái vụ các tập đoàn kinh tế nào là Vinasin, Vinalize, rồi bây giờ bao nhiêu cái tập đoàn kinh tế mà ông Thủ tướng ông ấy trực tiếp quản lý đấy, nó thất thoát hàng nghìn tỷ của nhân dân thì thiệt hại quá lớn rồi. Thế cho nên nếu ông cứ tiếp tục thì thiệt hại lớn lắm, là kinh tế sẽ còn sa sút đến đâu, và những cái tập đoàn kinh tế như thế thì nó sẽ còn thất thoát đến đâu. Đó là như thế là nguy hại chứ còn cái gì là nguy hại nữa. Thế còn một mặt khác thì ông ấy độc đoán độc tài thì do ông ấy sẽ còn nắm quyền thì ông sẽ làm biết bao nhiêu thứ gì nữa, thì có hại cho đất nước thì làm sao mà không lo. Một lần nữa xin cảm ơn ông đại sứ đã giúp cho chúng tôi hoàn thành cuộc phỏng vấn này.